Kính chào các bạn, trong video này, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn ván đấu thứ 6 trong trận chung kết kéo dài 10 ván cờ của giải cờ tướng Hạ Tuế Bôi năm 2021. Đây là trận so tài bên đỏ đi tiên là Xuyên Thục Thiếu Hiệp Trịnh Huy Đồng và ngoại tinh lê khách Vương Thiết, anh sẽ cầm bên đen. Kính mời các bạn đón xem. Chứ 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 Chứ
将军。吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。
吃。将军。将军。将军。
Tớ hình cờ trên sau phần cờ cho xe 4 bình 7 đến từ bên đen của Vương thì đôi bên núi hòa cờ trong bố kiện trên. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.